chào quý cô chú và quý anh chị nha. Thì hôm nay có hai vợ chồng của Long Phụng qua nhà Úc Hà chơi. Thì sẵn đây rồi Úc Hà cũng ngủ hai em đi qua Đồng Tháp chơi luôn ha. Đi qua bên đó qua Đồng Tháp để kiếm nhà của em. Gì quên rồi Tài? Sao bây giờ đầu óc mới không biết sao, mơ hồ hồ dữ thằng trời. Em về đây tiếu tiếu. Đi qua nhà của em Mơ. Thì hiện giờ là đi qua phà. Chào Phụng nha. Bữa nay con đi đâu đây? Long Liên. Đi Long Xuyên hả? Long Xuyên xong bữa nay dẫn đi lắp giò chơi nha. Đi một chút nữa qua bên kia cái chỗ nào có cái quán mình vô quán nước uống nước nha. Đi sao buồn vậy? Nhớ ngoại vậy hả? Nhớ ngoại hoài vậy đó hả? Khóc hoài. Nhớ ngoại khóc hoài vậy hả? Ở đây tiếng đò nó chạy quá rồi. Hình đang ở dưới sông rồi đó nè, đang đi qua phà quá rồi. Nghe nói chưa, để chồng nuôi thôi chứ tại sao mình ngu mình nuôi chồng hết sức không? Biểu cục vàng. Biểu rồi cục vàng. Cục vàng lại coi cá coi kìa. Cá đẹp quá trời. Bữa nay thấy chị Đại không? Mặt nói ra. Nói ra, chào Phật ơi. Hú hồn hú vía. Nó đi ngang chút xíu mà kêu nói ra. Quá trời ngầu. Nghĩ ai à? Nó kỹ ai hả? Tào lao nè nha. Không có được ăn hiếp chồng nha. Nha không? Chồng yêu mà đâu yêu ai đâu ngoài khác ngoài con đâu. Hiểu không Phụng? Đã kìa. Chịu đâu có. Hả? Chịu đâu. Cửa hàng. Khó tiền quá. Lại ngân hàng. Ngân hàng để dành đó đi, để dành khi nào đi. Có chuyện gì để dành nhiều nhiều đừng làm đám cưới. Có hai cái tiền nữa rồi, 54 nữa rồi. 54 hả? 40 nữa có trăm, phải 500. Ngồi khỏi mày. Mày hết. Uống mày ăn đâu có ăn đâu. Không có kêu bằng mày tao. Anh yêu. Con cao mà không có cơ gì ăn gì đâu. Kêu bằng anh yêu. Cao mà. Cao hơn hơn mẹ hết tên rồi. Rồi thì Úc Hà đang có mặt ở quán cá coi. Quán cá coi ở Đồng Tháp ha, ở Lai Dung. Ủa gì? Lắp giò à? Giò à? Ở lắp giò. Mẹ nói giò. Cậu chết rồi. Biết sao mấy người kia người ta nói giỡn đó, con đừng nói vậy nha. Cô đó cô lớn tuổi rồi, cô có chồng nữa mà. Rồi đó. Ừ, cô nói rồi, giỡn đó. Chào khán giả cái coi. Cô nói giỡn. Chị Đại. Thấy chưa? Chào kiểu gì ta, chớp là cái gì ta? Kiểu mới mà. Chào kiểu mới hả? Kiểu mới nha cả nhà. Mẹ hả? Đây là hai vợ chồng. Mình sáng ở nhà có ăn cơm không mà đi qua? Hả? Phụng. Sáng con có ăn cơm không? Sáng con ở nhà có ăn cơm không? Không hả? Mình có chén rồi, nãy qua nhà mẹ ăn cơm được không? Mẹ ăn cơm chén. Cũng chán hả? Mùa mắm nó ra ngon quá. Thích ăn mắm hả? Thì mắm, ăn mắm không ăn mắm cá đuối hả? Ăn mắm mà nhìn nó mắm ăn lông. Ôi, mua mắm bữa hỏi mua đó. Thì nó biết đó. Chả ăn trăm được rồi. Bà đòi 120 đó, chả ăn trăm. Mua con mắm bữa hỏi 120 á. Trời, con mắm nó còn. Nó còn đang cho bà bớt lại phải không? Bớt luôn. Mà mắm nó ăn không được ngon không à? Nó ngọt quá à. Đó nè, củ leo nè. Tất cả món gì con mua cũng rẻ hết phải không? Đó, món đậu cơm.
ngủ á. Chưa ăn nữa hả? Bữa đó hai bịch luôn mà tới giờ con chưa ăn luôn hả? Một bịch mua với một bịch cho là hai bịch mà chưa ăn bịch nào chứ hả? Sao không ăn? Rồi hồi sáng có ăn cá đuối không? Cá đuối bên nhà mẹ đó. Con mắm không hả? Vậy là con thích ăn mắm hả? Biết ha, biết ăn mắm ngon hơn ha. Món đặc sản. Mỗi người một cái thích khác nhau. Đặc sản. Bữa nay em Phụng bận bộ đồ quét đẹp luôn kìa. Trời ơi chị Đại nè, cả nhà coi chị Đại đẹp không? Thấy không? Ăn đồ rồi. Sang trọng luôn á. Của giám đốc ở công ty đó. Muốn đi chơi thôi, muốn đi chơi ở nhà trắng quá. Muốn đi chơi hả? Thì giờ đây là mình đang đi chơi nè. Đi chơi mình vô quán mình chầm nè. Mát mẻ nè, đâu còn ở nhà đâu. Phải không? Ở nhà chán. Chừng hơi nữa chừng nào chiều về bển cho mình đi Long Xuyên chơi. Đi Long Xuyên. Lên chỗ Bắc Tôn đó, ngay chỗ mình uống nước á. Dạ không? Ban đêm á, mình lên Bắc Tôn á. Long à. Nghe để nói chuyện chút đi. Nói chuyện với bà nữa. Cho nó nghe đi để không thôi có bà la quá. Có coi nè. Đâu? Quán này có mấy cái cây này mát quá chàng mát luôn ha. Nó che phủ lên nóc hết trơn rồi nó mát nè. Đâu, chiều nay rủ cháu đi lên trên thành phố Long Xuyên uống nước ha. Hả? Rủ cái ngăn á. Cái ngăn kêu Phụng bận gì? Cháu bé ngăn ở nhà đó, kêu Phụng bận gì? Nãy Út Hà dạy đó kêu bận gì? Cô Út. Út. Ê! Nói một chút vô. Đi ra xa không nghe cả nhà. Chị Đại mà đi xa, chị Đại kêu vô à. Có đứng nói chuyện đó chứ đâu có ai đâu mà kêu, đứng nói chuyện với má mà, chút đi. Thôi nó về nhà cắt tóc lại đi. Làm đẹp lại đi. Một giờ rồi. Biết con hồ không nha. Họ không nói đúng á. Giờ 1:20 rồi. 1:20 miễn có số 1 chẳng được rồi ha Phụng. Miễn có số 1 được rồi. Phụng biết ca không Phụng? Cái gì đó ca cái bản gì của hổng đó. Ờ, hò không bán đi. Sao vậy? Đẹp á. Không. Hò vậy đó. Lâm hò, Lâm ơi. Lâm không biết hò đâu, con hò đi. Hò cái hò đó. Để con hò trước đi. Hò đi. Hò ơi vậy đó. Bụng, hò ơi vậy đó. Nè, hò ơi ơi. Ta đang hò cái tự nhiên la người ta mất hứng. Chú ra rồi. Chú có mỏ ra mới đẹp. Có ai không? Biết là chú mỏ. Hay hơn mà đẹp. Đang ca là mất hứng rồi. Đâu, làm xấu làm sao đâu, nó mới đẹp. Tô luôn đẹp quá cả nhà. Ôi, giống hết sức luôn phải không? Người sao đẹp dữ lắm. Vậy ai hả? Chị mẹ, chị ai? Con này trả 1 triệu cho. Con có cái vợ á. Từ từ đi. Bỏ vô không có tiền luôn. Thôi gọi hoài. Đang vậy cái nhà đó là YouTube cắt hay là ai cắt cho? Cái đó nhà nước coi cắt. Nhà nước hả? Dạ. Là nó xét về hộ nghèo hả gì? Dạ. Hả? Cắt nghèo. Hộ nghèo ha, rồi nó
nó cắt cho rồi có bên bên từ thiện không hay là nhà nước không à? Nhà nước. Ngon lành rồi. Nó có đắt rồi nó xét đắt cho mình, có đắt thì nó cắt cho mình ha. Dạ. Còn hỏi cái đất này phải đất của mình không? Nó phải. Ừ. Rồi ai đứng tên nó, quốc quyền đứng tên nó thì... có giấy tờ đàng hoàng nó mới cắt. Rồi bây giờ cắt lại là cái nhà là mình phải lót gạch rồi hả, chứ không có làm nhà sàn nữa phải không? Làm móng nền cao hơn chút. Có làm không, cái nền không có, cái nền nó không có cao mấy đâu anh. Mà nền chừng lên chừng 4 phân à. 4 tấc. 4 tấc à. Ừ. Thì 2 gang. Chứ của nhà nước mà, vậy là nó thấp hơn nhà sàn hả? Dạ. Thì ngập nước không? Nhà sàn có thước. Không, nhưng mà nó ngập nước không? Không, không đâu. Ừ, không thì được rồi. Yeah. Còn cái toilet bên đó là của người ta ha? Của mình. Dạ, đi, của người ta đi nhờ. Mình đi nhờ. Rồi vậy là mai mốt mình cắt nhà mình có làm luôn. Làm cái toilet khác. Có làm gọi rồi. Ừ. Có làm toilet xong xuôi hết trơn rồi. Ừ. Đợi chừng nào cắt nhà mới cắt nhà toilet luôn nè. Tại nhà hầm cầu mà không có hết trơn rồi. Vậy cắt lên là xong. Rồi vậy rồi chừng nữa về ở chung với mẹ hay là tính che cái trại bên ở? Nhà nó cũng ở bình thường chứ đâu mà ở chung trại gì chị. Rồi mẹ về ở chung luôn hả? Không, có khi bà ở, ông bà cái gì về, đi đi gì về. Ờ vậy đó hả? Ừ, vậy là ngon rồi. Ừ. Mẹ cắt cho nhà ở rồi đó. Mẹ mới nói á, ở bên đây á, là mà không ăn không được, bỏ bên kia là ăn được. Thì bà ở bên kia bà đi gì về vậy? Ở đỡ mình bển ha, cho hai đứa ở bên đây vậy được rồi. Kéo quá. Mẹ đang cắt cái nhà 50 triệu kìa. Mẹ đang khổ đó, mẹ đang bệnh đó. Đang khổ, đang bệnh, đang cắt nhà cho hai đứa ở nhà mới đó. Mới mốt có nhà mới ở rồi. Ừ. Có nhà mới ở rồi bắt đầu quay lên. Chứ không có ở nhà sàn nữa, đi lên nó không sợ té. Con ở nhà con đó, con mới là gắn đó, có ai tả con không? Không, bây giờ về nhà đây là phải có người, có nhà ở còn gì nữa. Ừ, ở ba cái kia, nó đậu. Nghe nè, ba cái cây cũ đó tao gom lại tao chắc lại đi để dành chụm củi để dành để mưa mốt lấu nấu lò củi đi người là củi. Bán người có nấu củi nhưng bắt người ra không à. Bán đâu có bao nhiêu tiền không đâu, phải thì không. Bán cho người ta chứ không xài để nó mục đâu hết, có xài hết đâu. Nó nấu nồi cơm điện mà nấu cơm điện rồi nấu đồ ăn rồi lò ga đồ ông đâu có chụm củi đâu, có mấy người nào mà ta chụm củi á ba tập hai. Rồi mấy cây cột thấy cũng còn xài được mà. Hư rõ luôn hết hả? Bỏ hết không có gì xài được hết á. Nó mục hết trơn à, thấy vậy đó chứ gỡ ra nó mục chân hết à. Mục trơn luôn, ba con mối á, nó ăn mục liễu trơn luôn. Để dính vô đó không sao mà gỡ ra rồi là kể như gấp lại không có được. Buổi chiều nay miễn có về sớm á, Út dẫn đi về chỗ cái quán cà phê của cô đó, là cái quán cà phê bữa hổm làm đám cưới cho cô Hồng đó. Là cái nhà hàng đó là cô thương mấy đứa giống vậy lắm nè. Dạ đó, tâm hồn. Cô thương đẹp nè, rồi cô thương cô Hồng nè. Này thì chắc cổ cũng có coi clip rồi, tại hồi cổ cũng coi clip Út Hà đó. Là cô thấy đó, chừng nào về Út Hà dẫn lại cho biết cô đó. Cô đó cổ thương mấy cái hoàn cảnh cho nhỏ vậy lắm. Nhưng mà đặc biệt là cổ nói đứa nào không ăn hiếp chồng nữa nha, là cổ thương nhiều. Mình đừng có hiếp chồng. Cô đó làm nhà hàng đó, cổ thương là nữa. Nữa cổ thương mình là đỡ lắm á. Có làm đám cưới mình đãi nhà hàng đâu. À lấy ơi, 40 vẫn nha, cá cọc coi. Đồ tiền quá mày. Đồ tiền quá. Đó có tiền rồi. Giúp đỡ con coi. Ừ. Bao nha. Tôi muốn chào. Tôi có buổi buổi đeo. Không cần không mượn. Ừ. Phụng dặn rồi nha cả nhà, đi lâu quá Phụng dặn rồi, dặn chút xíu hả? Ôm 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 ha, một cá ghẹ một cá tao. Đó anh thầu hôm ngủ rất mệt không cho nó ôm mà biểu ôm hoài. Ôm. Đắp mệt lại dặn không cho ôm luôn hả? Chứ biết sao, ngủ khỏi dân mùng luôn, bắt quạt đắp mệt. Đắp mệt không có mũi luôn, nó cắn rồi coi chơi. Dĩ là mua cho xịt mũi nhân viên dọn dọn đó. Mới mốt cắt ngày gạch lên là hết mũi rồi. Nó có mũi đâu. Ừ. Có phòng mở đồng hoàng. Làm phòng luôn hả? Dạ. Ồ, ấm dữ nha. Hai vợ chồng vô phòng làm một phòng hả hai? Một phòng một hả? À. Làm gọn thôi chứ đâu có ấy. Còn ở đằng trước còn thờ phượng luôn đó. Phòng khách đó trước. Phòng khách trước á. Ừ. Cũng cắt kiểu yên vậy luôn hả? Quay cái hướng ra đó luôn hả? Sao là chị? Quay cái trước cửa ra sao là. Ủa sao có đường đi không mà cắt ra sao?
Nếu không lẽ mình quay đầu vô trong nhà cửa dưới nhà ta mà không có lên quay đầu ra sao, quay đầu ra sao, cái đó mình đau đít với sàn nước với nhà ta. Hai cái vách sau giáp ranh với nhau cũng như dạ sát giáp luôn á. Ví dụ có cắt lên cũng cắt được có hai có được hai ba tấm to gì ba to ba bốn dắt gì hai ba ba dắt rồi tại có dắt cái tường đó, đó. Cái tường đó mà sao mình cũng phải to là hết luôn, kêu làm to là hết luôn chứ không có làm cũ, kêu làm mới là hết. Cái gì cũng mới hết tại nó cái kia nó xét rồi cái hai, tại vì hai sao cái nhà của nhà nước ta cho mà người ta làm xong người ta cũng quay phim rồi lên là người ta trình lên mới hết luôn làm rồi người ta cũng chứ để dính cái nhà cũ vô mà mang tiếng ta cho nhà mới mà người ta cũng lại người ta mà ăn tăng gia chứ ta tặng quà được. Tối ngủ chắc bà ở ngoài đường mà nó ôm xèo nẹo vậy chắc tối ngủ nó ôm không rời luôn á ha. Nó ngủ rồi ôm vậy. Tại sao tối ngủ không bỏ bơ dơ không ôm hay gì? Bỏ bơ dơ. À biểu không rất mạnh không cho tao ôm đó. Nó quýnh hoài. Bỏ cho nằm mình anh luôn hả? Giật mình thức dậy thấy nằm mình là quạo đó ha. Nhưng giật mình nó vậy thấy nằm trong lòng mà im ngủ tiếp phải không? Không, mở mắt kêu. Sao mở mắt kêu? Sao mở mắt kêu? Sao mở mắt kêu? Tôi thức dậy sớm, tôi đúng một phơi. Lắm. Vậy đó hả? Là sáng thức dậy chồng mắt tiêu là quạo luôn đó hả? Vậy em nói chị nghe là nó ngủ rồi trễ. Em thức dậy sớm. Em nói nhà làm gì em phải đi uống một phơi. Giờ cứ thức dậy mắt tiêu là quạo luôn. Cái cây là cứ 50 ngàn vậy hả? Chạy xe được 50 ngàn hả? Cũng đỡ rồi. Cũng có tiền túi. 50 ngàn rồi chạy đi rồi đổ xăng hết 50 luôn. Còn có mấy con 10 ngàn mấy chục ngàn cái gì? Có tiền nữa, kiểu nhiều lắm. Nó tôi chỉ đi tốt tiền đò không á. Thôi giờ Út Hà xin kết thúc video đây ha. Để bây giờ mình uống cà phê xong rồi đi ra ngoài kia hỏi thăm nhà em mơ coi. Hỏi cho nào lại thăm em mơ chơi ha. Chiều nay còn đi 2-3 hướng nữa dẫn Long Phụng đi chơi nè. Rồi thôi một lần nữa Hà mến chúc quý khán giả thật nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại video lần sau nha. Và cô chú nhớ chia sẻ và đăng ký kênh giúp cho Hà nha. Dạ.